Thưa quý vị, vấn đề xử lý nước thải ở Trung Quốc có thể là một khó khăn lớn trong bối cảnh lượng nước thải đang ngày càng tăng, ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì đây lại là một cơ hội lớn. Đây là cảnh xả thải của một đường ống, trong đó bao gồm nước xả phân bón, kim loại nặng, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý vân vân. Và đây chính là vấn đề ô nhiễm nguồn nước của Trung Quốc vốn đã tồn tại nhiều năm qua. Xử lý nước thải được coi là vấn đề khó khăn tốn kém tỷ đô của nền kinh tế ô nhiễm nhất thế giới này. Một khảo sát năm 2015 cho thấy 2 phần 3 lượng nước ngầm và 1 phần 3 lượng nước ở bề mặt ở Trung Quốc không phù hợp cho việc tiếp xúc con người. Và vấn đề lớn nhất liên quan đến xả thải không phải là những thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà là ở vùng nông thôn, nơi thiếu thốn cơ sở vật chất vệ sinh môi trường. Và đó là những lúc thiết bị như thế này phát huy tác dụng. Đây là một hệ thống xử lý nước thải quy mô nhỏ được thiết kế bởi một doanh nghiệp Israel, công suất xử lý lên đến 20.000 lít một ngày. Hệ thống này có thể lắp đặt nhanh chóng, không tốn nhiều năng lượng, hoàn toàn lý tưởng cho vùng nông thôn. Những quy định mới đây từ chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương có nhiều biện pháp quyết liệt hơn để nâng cấp cơ sở hạ tầng xử lý nước thải. Và đó được coi là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư ngoại thâm nhập sâu vào thị trường này. Các chuyên gia ước tính trong vòng 5 năm tới, Trung Quốc sẽ chi đến 400 tỷ đô la Mỹ cho công tác xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.